Người đàn ông ngơ ngác khi thấy hành động của chó mẹ. Vâng. Nó làm gì đây? Rồi, như vậy là một chú chó đang càm một đứa con nhỏ thì phải, hay là cái gì đây? Như vậy là nó đã đào một cái lỗ và càm một chú chó nhỏ xuống và đặt vào đó. Như vậy là đang lấp đất lên. Rồi. Có vẻ như là chú chó con thì đã không may thăng thiên, cho nên là con chó mẹ đã càm nó ra đây và chôn nó ở đây. Nhìn những hành động này thì tôi thấy là con người chúng ta cũng cảm thương cho chú chó mà. Không biết là vì lý do gì mà chú chó con đã mất và chú chó mẹ đã hành động như vậy.